Xin chào cả nhà. Có thể tối nay là một cuộc họp đại thành phố Westminster lần thứ tư mà rất đông đảo những người dân đến để đưa ra những cái phát biểu của mình. Cũng đặc biệt hôm nay thì cũng có những người từ phe của ông Nam Quang. Tuy nhiên hôm nay có thể là cuộc đối đầu rất là biệt lần đầu tiên của Kiều Ngọc Bonsa và Nguyễn Tiến Dũng. So với phong thái đỉnh đạt và thẳng thắn của Candy thì bên kia thì chúng ta thấy Nguyễn Tiến Dũng trong đưa ra những các biểu trình tâm trạng có vẻ như là run run rẩy và sợ sệt. Thì chúng ta cùng nghe những lời chia sẻ của hai nhân vật chính khi trong cái buổi họp của thành phố Westminster hôm nay. Yes. Yeah, we just spoke. Okay. Nguyên là City Council Woman. Về nghị trình 506 tôi đề nghị. Tôi đề ra khỏi cái nơi phòng họp ngay. First of all, I have these things here. On January the 14th, I was assaulted by a person here. His name is Kong. Trước hết chúng ta nghe về của ông Lâm Nguyên có nói chia sẻ những và có nói một là một người đã tấn công ông Lâm Nguyên vào lần đầu tiên. Và ông Lâm Nguyên muốn loại bỏ người này ra khỏi phòng. Tôi tên là Thơm Lâm, đang cư ngụ ở thành phố Westminster. My name is Thơm Lâm, a resident of the city. Hôm nay tôi muốn viết thư này lên hội đồng thành phố và những trăn trở của tôi như sau. I'm writing this letter to the city council about these issues that I have. Cũng giống như ông Nguyễn Hùng, vấn đề cái nghị trình của 5.5 và 5.6. Just like Mr. Hong Nguyen, I have issues with phát biểu của agenda item. When I tại hội đồng thành phố này, got his gun. Tới này đang bức xúc về tình hình của tân nghị viên thành phố Westminster. Đây là I stand here representing many women in U.S. and many other countries who are very upset about the current situation of new Westminster council members. Ngồi phong thái của đầu tiên, tôi đề nghị Phó Thị trưởng Nam Quang Nguyễn không nên bỏ ghế ra ngoài quá lâu trên 10 phút khi người dân chúng tôi đang phản biện về ông bằng những cuộc họp trước thì ông đã đi ra ngoài quá nhiều. First, I suggest that Nam Quang, the Vice Mayor, should not leave his chair for too long, more than 10 minutes, like he did before other meeting, when people are reflecting on him. Thái độ bỏ đi và cười ngạo mạn, uống nước liên tục như kẻ chết đói chết khát của ông. Như vậy thiếu chuyên nghiệp và cho thấy ông xem thường cử tri, nên ông đừng trách tại sao chúng tôi khinh thường ông. The attitude of walking away and laughing arrogantly, drinking water constantly like a long-term starving person is so unprofessional and shows that you look down on the speakers. So don't blame on us that we look down on you. Anh Nam Quang, người dân chúng tôi đã bầu anh lên để giúp cho cộng đồng, giúp cho thành phố phát triển, chứ không phải bầu anh lên để mỗi ngày lên kênh YouTube của chính anh và Nguyễn Tiến Dũng ngồi over there để kêu gọi tiền của đồng hương và giúp cho một đám tội phạm của đất nước Việt Nam mà đang bị tội phạm và đang bị ở tù. Nam Quang, people voted for you to help the community and develop the city. It's not every day that you go to your own YouTube channel with Nguyễn Tiến Dũng to call for the money from a fellow countryman to save a bunch of criminals in Vietnam. Còn nữa, tại các buổi họp người dân chúng tôi chất vấn anh thì anh câm cái miệng lại. Sau cuộc họp thì anh lại lên kênh YouTube của chính mình để chửi chúng tôi, nói chúng tôi nhảy tưng tưng như khỉ. Anh nhìn lại cái bản mặt của anh coi ai giống khỉ hơn ai. Also, at the meeting, when people questioned you, you kept your mouth shut. After the meeting, you went to your own YouTube channel and scolded us, saying we were jumping monkeys. Take a look at yourself. You are a monkey. Anh luôn ra đường, anh vẫn là với chức danh là phó thị trưởng để phỉ báng người dân chúng tôi khi chúng tôi phản đối anh. Vậy tại sao anh trong buổi họp này lại câm bản họng lại? You always go out representing as a vice mayor to defend people who oppose you. So why do you keep your mouth shut and play the role of innocent person at this meeting? Như quý vị thấy đó, Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn, Nam Quang Nguyễn và Amy Phan Swet đã bị người dân chúng tôi trong tất cả các cuộc họp đều phản ánh rất là nhiều chỉ trích cực gắt hầu như mỗi cuộc họp. As you can see, the mayor, the vice mayor and council member Amy was criticized by many ethnicity at most every meeting. Vậy tôi tự hỏi tại sao đến giờ này ba vị vẫn ngồi trơ cái mặt ra mà không từ chức
Vậy để tiếp tục nghe chửi. So I wonder why until now three of you have not resigned but are still sitting here with a blank face while getting scolded by many speakers. Tôi tự hỏi quý vị cố gắng kết bè với cái phái gọi là gun up tree như người Mỹ họ nói rất là nhiều về quý vị cùng đưa nhau lên cái vị trí này phải chăng mục đích cho cộng đồng và muốn phát triển thành phố Westminster hay vì mục đích cá nhân của quý vị? I wonder are you trying to form a gang of three as some of us saying about you promoting each other to get this position? Is it for a community purpose and want to develop the city of Westminster or for personal purpose? Tôi nghĩ câu hỏi trên chắc là quý vị biết câu trả lời rõ hơn tôi. Nghe chửi mỗi hai tuần về tư cách, đạo đức, năng lực để quý vị đạt được mục đích gì? I think the above question you know the answer better than anyone else. Getting scored by every 2 weeks about your character, morality, ability to achieve what purpose? Yes. Nếu quý vị muốn phát triển thành phố phồn vinh, người dân được ấm no sung túc, thì Thượng Đế không sắp đặt cho những người dân chúng tôi đứng ra vạch trần những điều xấu xa mà quý vị đang cố gắng dùng hai tay, hai chân của mình để che đậy. If you want to develop the proper city, proper citizen, then God would not arrange so many people like us to stand out and expose the evils that you are trying to cover. Tôi biết đối đầu với pháp luật với quý vị để giành lại sự công bằng trung thực cho các xã hội và đặc biệt là thành phố Westminster này với ba vị là điều rất khó cho một người phụ nữ như tôi và những người dân mà đã từng lên tiếng. I know that fighting with the law to regain fairness and honesty for society and Westminster City against three of you is very difficult for a woman like me and other people who condemned you. Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi quý vị từ chức hoặc bị phế chức bởi sự thức tỉnh của cộng đồng khi hiểu được sự xấu xa băng đảng của ba người. But we will not give up until you resign or are removed by the awaken of the community to understand the evil, the gang of three. Vì chúng tôi biết, để biết được quý vị được ngồi cái vị trí này thì quý vị đã khổ nhọc, toan tính, đấu đá khủng khiếp biết bao nhiêu đúng không? Because we know how hard it was for you to sit on this position. Yeah. Charlie Chí Nguyễn, nếu ông tiếp tục bè phái, bao che cho những người thuộc hạ dưới ông là ông Nam Quang Nguyễn, thì tôi tin rằng pháp luật và luật trời sẽ không tha thứ cho ông. Charlie Chí Nguyễn, if you continue to blink, aka the gang of three, and cover for your support at Nam Quang Nguyễn, then I believe the American law and God's law will let you pay the right price. Thank you for listening. Thank you. Điều hai, kênh đi rất là mạnh mẽ và đánh vào trọng tâm. 10 điểm. The next speaker is Michael Granger. Chúng ta chuyển đến phần của Nguyễn Tiến Dũng là Daniel Chang để xem hy phát biểu gì. Why until now three of you have meeting you at meeting? Center. That Nam Quang Nguyen remains. We mean nothing to him. Và cười ngạo mạn. The speakers, so don't blame on those that you are trying to cover. Everybody knows you're all his left. Thanks, Senator. We need to get the meeting going because we have city business to take care of. So if you need to talk among yourself, I invite you to come out. You go outside and talk about it, you know. And then when you finish, come back. We are welcome. We already respect you, so we ask you to respect the other. Okay, go ahead and start now. Và tôi là người rất là tôn trọng hiến pháp Hoa Kỳ. I'm a person who respect the U.S. Constitution. Tôi tôn trọng những lá phiếu của những người dân. Cái này mình không nói tôn trọng hiến pháp Hoa Kỳ lúc mà bầu cử và tôi tôn trọng tất cả những người ứng cử và chúng cử được bầu với những người dân rồi mà vẫn đi đang ngồi ở phía trên này cầm cờ the candidate as well as people who were successfully campaigned and got elected people sitting up here right now. Chúng ta thấy tôi sẽ cho quý vị trên này có một khoảng thời gian để quý vị chứng tỏ mình. I'm gonna give you the people sitting up here time so you can prove yourself. Làm gì để có lợi cho thành phố mà chúng tôi đang sống? To
to do whatever that would benefit the city which I am a resident of. Ví dụ như giáo dục, for example, thuế, education, tax, y tế, và sự an ninh của thành phố, healthcare as well as the security and safety of the city and its residents. Là một người cư dân của thành phố Westminster và cũng là một người Việt Nam, tôi không có muốn những cái hình ảnh thật là xấu hổ của người Việt kia lên đây tấn công những người được dân cử bầu bằng cái lá phiếu hợp pháp của mình để làm xấu đi những hình ảnh của những người nghị viên ngay tại đây. As a resident of the city as well as đã thấy là Nguyễn Tiến Dũng trong đông dạng rất là run các bạn. Want to have image, nhìn vào mặt anh ta. Bad image being broadcast showing that people attacking the people electing out elected official up here. Tôi hiểu tiếng Việt và tôi đã chứng kiến rất là nhiều lần những vị nghị viên ngồi dưới đây bị tấn công bởi những người đang ngồi phía dưới và đã từng lên đây nói. Tôi có đầy đủ hết những cái video bởi vì chính tôi là người quay. Hình ảnh của Nam Quang rất là nhã nhặn và không nói, không chửi, không gì hết khi mà bị những người kia tấn công. Và tôi không nghĩ Nam là họ đã tới tận nơi trang nghiêm như thế này và Nam Quang để mà nói lại những điều bịa đặt không bằng chứng. Nguyễn Tiến Dũng là người mà lợi vu khống của người khác và cùng với Nam Quang. Nam Quang Nguyên remains stoic. He didn't say anything when he was attacked by the people who came up here, except that he defamed them or that he humiliated them. Because I was a person who filmed or video or took the video of that. Dạ vâng. Và một lần cuối trước khi chia tay, tôi mong rằng chúng ta là những người Việt Nam lên đây hãy để cho những người bản xứ tôn trọng người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, là những người lịch sự, có giáo dục, góp ý chân thành, xây dựng thành phố Westminster ngày càng phát triển, đi lên và người dân ấm no, hạnh phúc, không phải là những lời mạ lị vô căn cứ, vô chứng cứ để làm xấu mặt của người Việt Nam. So before leaving the lectern here, I want people to know that our Vietnamese people are not like that. We do not level our baseless accusation. We are civilized and that we want to contribute positively to the city. Vâng, và tôi xin chúc cho quý vị thành công trong nhiệm kỳ mới. Tôi mong đợi sự mạnh mẽ và sự đổi mới của quý vị cho thành phố Westminster. And once again, I would like to wish you success in your new term on the city council so that you could help to better the city of Westminster. Và nếu quý vị làm không tốt thì tôi sẽ sử dụng lá phiếu để theo hiến pháp, theo pháp luật để mà xử lý những bước tiếp theo là một người dân Hoa Kỳ. And if you do not do things that would benefit the city, then I would exercise my vote based on the U.S. Constitution and American law. I would exercise my vote. Chúng ta thấy qua cuộc họp Westminster lần thứ tư từ khi buộc bầu cử thì lần xuất hiện đầu tiên. Candy xuất hiện nhiều lần nhưng mà đây là lần đầu tiên Candy lên phát biểu cho thấy một người phụ nữ rất là mạnh mẽ và thẳng thắn, và chúng ta chờ đợi cho những lần tới những lần mà Candy chúng ta mong đợi một người như Candy, những người mà phụ nữ rất là thẳng thắn mạnh mẽ để đưa ra những thành phần xấu xa trong xã hội ngay tại Ponsa để loại bỏ. Thấy Nguyễn Tiến Dũng này ra thì trong tâm trạng cũng rất là đây phát biểu trong tâm trạng rất là hồi hộp và sợ hãi chứ không phải là một người thẳng thắn và nói sự thật. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi.